có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Xin hân hạnh giới thiệu dịch vụ rửa xe Golden Crown Car Wash Cafe tại 74 Railway Parade, Fairfield, New South Wales 2165, cách thủ phủ Cabramatta chỉ vài phút lái xe. Golden Car Wash chuyên cung cấp mọi dịch vụ về rửa xe, làm sạch nội thất và đánh bóng xe với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm. Golden Car Wash, địa chỉ đáng tin cậy cho tất cả mọi người. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của VietTV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ Năm, 26 tây tháng 9, 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì chúng ta thấy là hàng ngày vẫn có rất nhiều người đi xuất khẩu lao động sang làm việc tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Và do nhu cầu rất lớn như vậy nên vẫn thường xuyên xảy ra các cái vụ lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động. Mà mới đây nhất, tối hôm Chủ nhật vừa rồi thì có hơn 200 lao động có thỏa thuận với công ty Educa Việt Nam đã bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài trong lúc làm thủ tục để xuất cảnh bay sang Hàn Quốc. Và sau vụ việc này thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với Công an thành phố Hà Nội cũng đã vào cuộc xác minh tìm biện pháp xử lý để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và đến hôm 24 tháng 9 thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam không được phép thực hiện cái dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy mà Cục cũng xác định đây là vụ việc khá phức tạp liên quan tới số lượng lớn người lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài. Trước đó, trong ngày 23 tháng 9, thì hơn 200 lao động xuất khẩu đi Hàn Quốc cũng đã tụ tập trước trụ sở công ty Educa Việt Nam có trụ sở tại quận Cầu Giấy để yêu cầu giải quyết vì sao họ không thể bay sang Hàn Quốc dù đã đến thời gian xuất cảnh và tất cả đều cũng đã được cấp visa vào Hàn Quốc làm việc. Thế nhưng sát giờ bay, người lao động bất ngờ nhận được thông báo từ phía công ty là hoãn lịch xuất cảnh, khiến cho hàng trăm người rơi vào cảnh khủng hoảng, bức xúc vì đã phải nộp cho công ty số tiền là gần 300 triệu đồng để được đi Hàn Quốc. Và đến chiều cùng ngày thì theo yêu cầu của người lao động, phía công ty Educa cũng đã hoàn trả lại cho nhiều người cái số tiền đã đóng cho công ty. Và phía công ty Educa cũng giải thích nguyên nhân hủy xuất cảnh với người lao động là do nhóm người lao động đó đã không có mặt theo danh sách đăng ký trước đó nên công ty phải hoãn chuyến bay. Tuy vậy, nhiều người lao động lại nói rằng là gần như tất cả họ đều có mặt tại địa điểm mà công ty Educa thông báo sớm hơn rất nhiều so với quy định. Những cái lời biện hộ này là không thể tin được, là bởi vì cái tâm lý người ta khi mà người ta nghĩ là đã có visa để lên đường là luôn luôn tới sớm hơn dự định chứ không thể nào là không có hoặc. Mà cũng theo thông tin này thì họ cũng đang bắt đầu cái quá trình hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên chỉ chắc trong số 200 người thì chỉ một vài người may mắn là nhận được lại tiền mà thôi. Và chắc chắn vụ án này sẽ bị điều tra trong cái khoảng thời gian rất dài. Trong khi đó thì tại New York trong tuần lễ này diễn ra những cái sự kiện rất là quan trọng, đó là kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và lần này thì có sự tham gia của 193 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam và tất nhiên là nước chủ nhà Hoa Kỳ. Và trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có những cái bài phát biểu rất là cảm động, bởi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng ông phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong vai trò là Tổng thống Hoa Kỳ. Sau lần phát biểu này thì có lẽ là ông sẽ từ giã chính trường, mà thời gian sẽ là vào tháng giêng năm tới 2025. Và cùng với sự có mặt của Tổng thống Joe Biden còn có
Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam. Và thông tin mới nhất chúng tôi có được thì ông Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có cuộc gặp gỡ, mà theo nhận xét của đài VOA Việt ngữ thì đây là một cuộc gặp gỡ khá là thân mật và cũng thể hiện cái sự gắn kết giữa hai quốc gia. Nội dung thì còn quá sớm, chúng tôi không có được những cái chi tiết trong 15 phút gặp gỡ giữa hai nhà lãnh tụ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là thành công về ngoại giao của phái đoàn Việt Nam khi mà ít nhất không được Tòa Bạch Ốc mời như là một cuộc viếng thăm chính thức thì cũng đã có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Mỹ. Mặc dù người Tổng thống này sẽ không còn tại nhiệm lâu, tuy nhiên với những cái tín hiệu này thì các chuyên gia hy vọng là trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ có những cái cuộc đón tiếp một cách chính thức hơn khi Hoa Kỳ có tổng thống mới và sau đại hội đảng lần thứ 14 của Việt Nam phân định một cách rất là rõ ràng người nào sẽ giữ vai trò tổng bí thư hoặc là người nào sẽ giữ vai trò chủ tịch nước. Và cũng trong cái đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này, những cái vấn đề nổi cộm khác đã được quan tâm và đã được bàn thảo rất nhiều liên quan đến hai cuộc xung đột. Thứ nhất là cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông mà cái sự leo thang thì nó đang tính từng giờ khi mà lực lượng phòng vệ của Israel liên tục và nã đạn hoặc là bắn phá vào những mục tiêu của Hezbollah. Bên cạnh đó, những cái cuộc chiến tại Ukraine cũng là thông tin mà các lãnh tụ quốc gia đang tìm kiếm một giải pháp để cuộc chiến có thể sớm ngừng bắn. Và trở lại với cuộc xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Macron nhân cơ hội này cũng đã kêu gọi các quốc gia đồng minh là phải bằng mọi giá ngăn cản cuộc chiến, nếu không thì cái sự leo thang này nó sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn thường dân vô tội, mà thường dân vô tội là những người Lebanon với nhân số tử vong cũng đã trên 500 người, trong khi số người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa cũng lên đến hàng chục ngàn người. Và theo Tổng thống Macron thì ông cũng đã đề nghị cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo hướng là hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết. Bởi vì trong những thời gian vừa qua thì chính những cái quyền phủ quyết của các thành viên trong Hội đồng Bảo an đã không thể đưa đến một cái quyết định chung cuộc cho tất cả những cái sự kiện quan trọng trên thế giới. Ngoài ra thì Ngoại trưởng Penny Wong của Úc Châu khi tham gia cái đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng về những cái sự căng thẳng leo thang tại Israel. Mà theo bà Penny Wong thì người dân Lebanon đang phải trả giá cho những cái nỗ lực của Israel khi họ muốn đánh bại lực lượng Hezbollah. Và một cái vòng xoáy hủy diệt này bà Penny Wong cho rằng cần phải chấm dứt. Cũng theo Ngoại trưởng Úc thì Lebanon không thể trở thành Gaza tiếp theo, có nghĩa là cái cuộc chiến tại Gaza nó cũng rất là khốc liệt rồi và không muốn nhìn thấy thêm thường dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc chiến lần này. Và đó là những cái quan tâm từ các chính giới trong cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong những ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được biết thì ở Úc Châu cộng đồng người Lebanon cũng rất là đông và do vậy mà hiện nay chiến tranh nổ ra ở Lebanon, do vậy mà cũng đang có rất nhiều người mang quốc tịch Úc Châu là bị kẹt lại ở Lebanon khi mà sân bay ở Beirut có rất nhiều các cái chuyến bay thương mại đã phải tạm thời hoãn do lo sợ chiến sự leo thang giữa Israel và Hezbollah có thể sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay. Trong khi đó, liên quan đến một cuộc chiến nữa, đó là cuộc chiến ở Ukraine, thì lãnh đạo các nước trong nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu là G7 ngày 25 tháng 9 cũng đã ra tuyên bố chung là ủng hộ một cái lệnh ngừng bắn ở Ukraine, đồng thời cũng cam kết là tiếp tục hỗ trợ quân sự và ngân sách nhân đạo, đồng thời cũng để giúp tái thiết Ukraine sau chiến tranh, giúp đáp ứng các nhu cầu về tài chính từ ngắn hạn đến khẩn cấp, cũng như nỗ lực khôi phục và tái thiết trong dài hạn của Ukraine. Các nước G7 thì tái khẳng định rằng là mọi tài sản của Nga mà tại các nước này sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho tới khi nào mà chấm dứt cái cuộc chiến ở Ukraine. Và các nước G7 cũng cam kết sẽ sử dụng một phần viện trợ kinh tế nhằm giúp Ukraine duy trì cái ổn định tài chính vĩ mô, sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm cả ngành điện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện các cái cải cách. Bảy nước hàng đầu này gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh Quốc cũng như là nước Mỹ đã cam kết là sẽ cho Ukraine vay 50 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm nay
Và khoản vay này sẽ được thanh toán từ một phần là xử lý các cái tài sản phong tỏa của nước Nga ở Liên minh châu Âu. Và một phần của khoản tiền này cũng sẽ được chuyển thành viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Và theo tuyên bố chung của nhóm G7 thì để nhận được các cái khoản hỗ trợ này thì Ukraine cũng phải cam kết là thực hiện các cái cải cách kinh tế, tư pháp, chống tham nhũng, quản trị công ty quốc phòng, hành chính công, quản lý đầu tư công và thực thi pháp luật. Ngoài ra thì cùng ngày nước Mỹ cũng công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá tới 375 triệu Mỹ Kim để cho Ukraine. Và gói viện trợ này thì bao gồm rất nhiều những cái hệ thống đạn pháo, phản lực cơ hay là xe bọc thép chống mìn cũng như là tàu tuần tra để giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga hiện nay. Có nghĩa là trước khi Tổng thống Joe Biden cáo lão hồi hưu thì cũng có một cái khoản viện trợ cuối cùng lớn, cho Ukraine đúng không? Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tất cả chúng ta đều biết là hiện nay vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì cho thấy sẽ tạm ngừng. Thông qua những cái cuộc dàn xếp trước đây đều bị thất bại. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Ukraine ông Zelensky đang đặt hy vọng vào một nhân vật mà ông cho rằng đây là nhân tố duy nhất trên thế giới có thể lên tiếng để chấm dứt cuộc chiến tranh lần này. Không ai khác hơn đó là Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi. Theo lời của Tổng thống Zelensky thì vào tháng 7 năm nay 2024, Thủ tướng Ấn Độ đã viếng thăm Nga và những hình ảnh tay bắt mặt mừng, những cái ôm thấm thiết giữa ông Modi và Tổng thống Nga Putin đã khiến cho Ukraine rất là thất vọng. Tuy nhiên, 6 tuần lễ sau khi ông Modi thăm viếng Moscow thì ông cũng đã có chuyến viếng thăm Kiev là thủ đô của Ukraine, và cái sự có mặt của Thủ tướng Ấn Độ tại Ukraine đã gần như thay đổi cục diện và khiến cho Tổng thống Ukraine tin rằng Modi chính là nhân vật có thể dàn xếp cuộc chiến lần này. Hiện nay thì New Delhi mặc dù họ không lên tiếng một cách rõ ràng, tuy nhiên họ cũng đã liên tục từ chối chỉ trích chiến dịch quân sự ở Nga cũng như ở Ukraine. Mặt khác thì Ấn Độ cũng đã công khai ủng hộ việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như là cần phải chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt. Những cái quan điểm này của Thủ tướng Modi đã tất nhiên nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Tổng thống Ukraine khi mà ông Modi cũng đồng ý với quan điểm của Ukraine là không thể nào để cho cái sự chủ quyền bị xâm phạm, và đó cũng là cái lý do mà ông Zelensky đã tiếp tục duy trì cuộc chiến kể từ tháng 2 của năm 2022 cho đến tận thời điểm này. Ngoài Thủ tướng Ấn Độ Modi, trong những ngày vừa qua, Tổng thống Zelensky cũng đã có mặt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cũng đã đưa ra những cái đề xuất để có thể chấm dứt chiến tranh. Theo đó thì ông Zelensky cho rằng Tổng thống Nga Putin đã đi quá xa và ông tự mình sẽ không bao giờ có sự nhượng bộ, ngoại trừ những cái áp lực từ Liên Hiệp Quốc cũng như là từ Hoa Kỳ. Quan trọng nhất trong bài toán hoặc là trong cái canh bạc lần này đó là cái sự yểm trợ tài chính và vũ khí từ Hoa Kỳ. Bởi nếu không có sự yểm trợ từ Hoa Kỳ thì chắc chắn là Ukraine không thể duy trì được cuộc chiến, trong khi Liên bang Nga hiện nay cũng đang suy yếu vì những cái hỗ trợ họ có trước đây từ Iran cũng đang bắt đầu bị thu hẹp dần, khi mà Iran đang phải giữ lại lực lượng hoặc là vũ khí để cho chính cuộc chiến tại của họ khi trong cái việc đối đầu giữa Israel và lực lượng Hamas cũng như là Hezbollah. Và đó là những cái yếu tố mà Tổng thống Zelensky tin rằng trong cái bối cảnh hiện nay là thời điểm vô cùng thích hợp để một lần nữa có thể thương thuyết với Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Vâng, rời xa các cái cuộc chiến thì thưa quý vị và các bạn, là trong thế giới công nghệ thì hiện nay cũng đang chứng kiến một cái công ty rất đỉnh đám của Mỹ 3 năm trước còn ở thế hoàng kim, nay đã rơi vào cái tình cảnh rất là bi đát, thậm chí là chịu thua các cái hãng công nghệ của châu Á, và với giá cổ phiếu cũng bị mất tới 70% kể từ hồi đỉnh điểm. Đó là hãng Intel. Bởi vì vào năm 2021, tức là 3 năm trước, thì Intel còn có giá trị gấp đôi hiện tại.
Và vào thời điểm đó thì tổng giám đốc, tức là CEO của hãng này là ông Pat Gelsinger, thậm chí còn giáo diết tìm các cái công ty khác để mà mua lại. Tuy nhiên hiện nay thì hoàn toàn ngược lại, Intel lại đang trở thành một mục tiêu thâu tóm của hãng Qualcomm. Cái sự đảo chiều của Intel diễn ra rất nhanh chóng, được cho là chưa từng xảy ra trong lịch sử 65 năm qua. Các vấn đề thì bắt nguồn từ sự thất bại trong sản xuất trước khi ông Gelsinger lên nắm quyền. Và chúng cũng đã trở nên tồi tệ hơn khi mà nhà lãnh đạo này theo đuổi một cái chiến lược được cho là xoay chiều khá tốn kém, nhưng mà không thể đoán trước được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI. Intel thì từng thống trị trong rất nhiều thập kỷ với tư cách làm công ty bán dẫn có giá trị lớn nhất thế giới, và cũng là công ty rất hiếm hoi trên thế giới vào thời điểm trước đó là vừa sản xuất và vừa thiết kế chip bán dẫn. Do vậy mà chip của hãng này gần như có mặt khắp nơi, từ các cái máy tính cá nhân cho đến máy chủ của các công ty là đều mua chip của hãng này. Và vào thời điểm ông Gelsinger trở thành CEO vào đầu năm 2021 thì Intel đã mất đi phần lớn sức hút và tụt hậu hẳn so với các đối thủ châu Á trong cuộc đua sản xuất chip có hiệu suất nhanh. Lúc này thì trí tuệ nhân tạo AI đã bắt đầu cất cánh, và sự bùng nổ sau đó là chuyển dịch về sử dụng cái bộ xử lý trung tâm của Intel sang bộ đồ họa của NVIDIA, khi mà một loạt các cái khách hàng đã chuyển sang tìm mua chip bán dẫn của hãng NVIDIA, trong khi thì nhiều bộ chip của Intel đã lỗi thời và nằm trên kệ, không có ai sờ tới nữa. Do vậy mà Gelsinger đã buộc phải cắt giảm chi phí để nỗ lực xoay chiều tình thế, đồng thời cũng sa thải hàng nghìn nhân viên bắt đầu là từ năm 2022, đồng thời cũng cắt giảm cổ tức vào năm ngoái. Và tháng trước thì ông Gelsinger cho biết cũng đã sa thải tới 15.000 nhân viên và cắt giảm chi phí 10 tỷ Mỹ Kim vào năm tới, đồng thời cũng hủy bỏ cổ tức. Và theo các chuyên gia thì triển vọng về bước ngoặt tích cực trong vận may của Intel hiện nay đang thu hẹp, song vẫn có thể xảy ra. Việc cắt giảm chi phí cũng có thể giúp cho công ty vượt qua được cái khó khăn hiện nay, dù giá cổ phiếu giảm khiến Intel dễ tổn thương hơn trước. Được biết là cổ phiếu của Intel đã giảm tới hơn 70% so với mức giá được chào bán niêm yết vào năm 2020. Ngược lại thì cổ phiếu của một hãng công nghệ khác là NVIDIA cũng đã tăng tới 18 lần trong cùng khoảng thời gian đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Intel là một trong những cái thương hiệu mà Kim Hoàng nghĩ rằng tất cả những ai theo học ngành công nghệ thông tin, có nghĩa là IT, là không biết đến. Một thời làm mưa làm gió mà là một thời niềm ao ước của tất cả sinh viên học sinh. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta có được một cái computer, mà cái computer đó sử dụng những con chip của Intel, thì chúng ta cảm thấy rất là an tâm. Bởi vì mình biết được đó là cái brand name, là một cái chất lượng rất là cao. Và không ai nghĩ rằng là Intel sẽ bị rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay, mà nguyên nhân cốt lõi là cũng bởi vì không nhìn ra được cái tầm quan trọng của AI. Trong khi đó, một cái công ty không tên tuổi là NVIDIA đã có được những cái bộc phá về AI, và vì vậy đã gần như là chiếm cái thị trường của Intel đã bị tụt hậu lại. Do đó mà mặc dù là cánh cửa hẹp, theo các chuyên gia, Intel vẫn còn có cơ hội trở lại thời hoàng kim, và thật ra cơ hội này rất khó. Phải nói là khó như là hái sao trên trời trong cái bối cảnh hiện nay, bởi vì họ không còn đủ thời gian để đuổi theo kịp những cái công nghệ và những cái sự phát triển của AI như là NVIDIA đang có được. Và chính kính thưa quý vị, trong khi đó thì cũng liên quan đến những cái sự thay đổi cấu trúc như thế này, trong thời một thập kỷ vừa qua, hầu hết các hãng xe đều được cho là thành công khi họ đầu tư sản xuất tại thị trường Trung Quốc. Những hãng xe như rất là nổi tiếng như là Volkswagen của Đức, hoặc là Ford, hoặc là General của Hoa Kỳ, tất cả những cái hãng xe này đều đã có một cái lợi nhuận rất đáng kể từ thị trường Trung Quốc trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, kể từ năm ngoái 2023 kéo dài cho đến thời điểm này 2024, thì thị trường xe hơi gần như là đảo lộn hoàn toàn tại Trung Quốc, khi mà những dòng xe điện Made in China lần lượt ra đời đã khiến cho các dòng ô tô truyền thống không còn đất để tiếp tục doanh thu mà như trước đây. Mà cụ thể nhất là trong quý 2 của năm nay 2024, thị phần của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài tại Trung Quốc đã giảm hạ từ mức 53% thị phần xuống chỉ còn 33% mà thôi. Và tất nhiên khi giảm hạ thị phần cũng kéo theo giảm hạ doanh thu. Và trong thời gian này thì doanh thu của các
công ty, đặc biệt là những công ty liên danh với Toyota đã bị giảm đến 73% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những cái yếu tố khiến cho dòng xe truyền thống không thể cạnh tranh với xe điện từ Trung Quốc đó là những gói hỗ trợ rất lớn từ chính quyền Trung Quốc cho những ai mua và sử dụng xe điện Made in China. Và vì vậy mà người dân đã chuyển sang sử dụng xe trong nước với mức giá rẻ hơn, được ưu đãi nhiều hơn. Và nhiều hiện nay thì nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang bắt buộc, thứ nhất là phải tái cấu trúc, thu hẹp lại bằng phạm vi sản xuất, hoặc là thậm chí đóng cửa cái chi nhánh hoặc là những cái cơ sở sản xuất của họ tại Trung Quốc. Và dẫn đầu đó là Mitsubishi của Nhật Bản, sau đó là Honda, là Hyundai và Ford. Tất cả những nhà máy này đã lần lượt rời khỏi thị trường Trung Quốc, trong khi thị trường ở những quốc gia của họ như Ford là thị trường Mỹ hoặc là Volkswagen là thị trường của Đức thì cũng không sáng sủa gì. Ngay tại những cái quốc gia của mình thì họ vẫn rất khó có khả năng để tồn tại trong cái bối cảnh cạnh tranh với xe Trung Quốc hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại khu vực Trung Mỹ thì như hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin là cơn bão lớn Helene chuẩn bị đổ vào tiểu bang Florida của nước Mỹ. Thì được biết vào ngày 24 tháng 9 thì những cái trận mưa lớn từ cái cơn bão này cũng đã trút xuống khu vực miền Tây của Cuba, khiến cho các nhà chức trách cũng đã phải đóng cửa hoàn toàn các cái trường học và cảng biển. Đồng thời mà ngư dân ra biển đánh cắp cũng được lệnh quay vào bờ. Rất nhiều người nông dân đã phải nỗ lực để bảo vệ hàng nghìn cái tấn thuốc lá, một nguyên liệu thô được sản xuất để làm cái xì gà Cuba hảo hạng do cơn bão lớn ập tới. Được biết là cái cơn bão nhiệt đới này cũng đã ảnh hưởng tới 1/3 khu vực miền Tây của Cuba, và thậm chí ngay tại thủ đô La Habana cũng có mưa và gió rất lớn. Và các chuyên gia và khí hậu cũng nhận định là do cái tình trạng biến đổi khí hậu đang gia tăng, do nên là những cái cơn bão hàng năm ở vùng Caribe và vịnh Mexico sẽ ngày càng dày đặc hơn và ngày càng mạnh lớn hơn. Và được biết vào ngày hôm nay giờ Mỹ, tức là 26 tháng 9 thì cơn bão cũng bắt đầu đổ vào bờ biển của tiểu bang Florida với mực nước biển dự kiến sẽ dâng cao, đe dọa tới tính mạng người dân cũng như là rất nhiều khu vực có thể sẽ bị ngập lụt. Mà như hôm qua chúng tôi cũng đã loan là Tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố tiểu bang Florida vào tình trạng khẩn cấp, và tiểu bang này cũng đã phải chuẩn bị rất nhiều để ứng phó với cơn bão mạnh như vậy. Rất nhiều người dân ở tiểu bang này cũng đã được lệnh đi sơ tán. Trong khi đó thì tại châu Âu, cơn bão Boris đã đem đến một cái lượng mưa chưa từng có, mà người dân tại châu Âu họ nói rằng 300 năm mới có một cái đợt mưa như thế này, khiến nhiều con đường đã trở thành sông và nhiều người cũng đã rơi vào hoàn cảnh trắng tay sau khi đã có 24 người tử vong vì mưa bão. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại trong những chương trình vào ngày mai thứ 6. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.